Xin chào, hôm nay công ty Sito Việt Nam xin giới thiệu sản phẩm giúp tăng đầu trái và hạn chế rụng trái đó là Calcium Boron. Calcium Boron là sản phẩm phân bón lá dạng sinh học. Sản phẩm là sự kết hợp độc đáo của trung lượng canxi và vi lượng boron tạo nên tính đậm đặc cao của sản phẩm. Đồng thời bổ sung fulvic acid hữu cơ và các amino acid thiết yếu cho cây trồng khi phun quả lá đặc biệt không có thành phần clo nên có thể sử dụng an toàn cho tất cả các loại cây trồng. Calcium boron sẽ giúp gia cố tầng rời giữa đài hoa và cuốn hoa, giữa trái và cuốn trái, giúp ngăn chặn việc tạo tầng rời, giúp hạn chế rụng hoa, rụng trái. Calcium boron sẽ giúp nuôi hạt phấn, kéo dài ống phấn, từ đó gia tăng khả năng thụ phấn, tăng tỷ lệ đậu trái. Với các thành phần amino acid sẽ giúp trái lớn nhanh, không gây nước trái, thối trái. Còn với fulvic sẽ giúp sáng trái, đẹp da, tăng chất lượng trái. Qua đó sẽ giúp trái cây và rau màu bảo quản được lâu hơn sau khi thu hoạch. Canxi Boron là phân bón lá sinh học, sử dụng an toàn cho cây trồng. Trên cây ăn trái và cây công nghiệp, sử dụng vào giai đoạn ra hoa đậu trái và nuôi trái với liều 25 đến 30 ml cho bình 25 lít, phun 1 đến 2 lần cho giai đoạn. Trên cây hoa màu, cây rau lá có thể sử dụng định kỳ từ cây con đến khi thu hoạch với liều khuyến cáo là 20 ml cho bình 20 lít. Một số lưu ý với bà con là khi sử dụng calcium boron, bà con nên lắc đều và kỹ trước khi sử dụng và có thể phối trộn với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Sản phẩm đóng gói dặn chai, chai 1 lít là 12 chai một thùng, chai 500 ml là 24 chai một thùng và chai 250 ml là 24 chai một thùng. Quý khách hàng và bà con quan tâm có thể tìm hiểu sản phẩm trên website của công ty hoặc liên hệ với công ty qua hotline 028 22 297 399 để biết thêm chi tiết.